Thưa quý vị, một số hộ dân thuộc địa bàn hai tổ, tổ 2 và tổ 9 ở Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc gửi đơn đến chương trình hộp thư truyền hình phản ánh trên địa bàn có một cơ sở băm dâm tràm hoạt động gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sống xung quanh. Phóng viên chương trình đã đi tìm hiểu vụ việc và có bài viết sau, mời quý vị cùng theo dõi. Cũng nhờ thôi chứ còn bây giờ mình dân đâu có biết đâu có ấy được đâu. Nó cái máy lớn nó bỏ vô nó xét cái cây tròm cho nó ra dâm á. À, bây giờ nó ồn lắm chú ơi. Đó là ý kiến của một số hộ dân có nhà ở gần cơ sở băm tràm tại ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Cơ sở này do ông Đoàn Văn Hiệp làm chủ. Theo tìm hiểu thực tế của phóng viên, cơ sở băm tràm chỉ mới đi vào hoạt động khoảng 7 tháng và được cơ quan chức năng cấp giấy phép. Cơ sở có khuôn viên khá rộng, xung quanh cơ sở nhà dân thưa thớt. Nhưng do cơ sở không có các giải pháp ngăn cách với khu vực nhà dân lân cận nên tiếng ồn dễ phát sinh ra bên ngoài. Ông Đoàn Văn Hiệp, chủ cơ sở cho biết, xe chở tràm về lúc nào là cơ sở hoạt động vào lúc đó. Chính vì vậy, nhiều lúc rơi vào thời điểm nghỉ ngơi của bà con xung quanh. Do đó, khi mới đi vào hoạt động, một số hộ dân cũng có ý kiến về tiếng ồn và công an xã đã đến làm việc. Cơ sở đã cam kết khắc phục. Ông Hiệp cho biết thêm, thời gian gần đây do không có tràm nên cơ sở không hoạt động, chỉ khoảng vài tiếng một ngày. Còn nếu không hết tràm thì trong ban ngày thì vẫn làm được. Hoạt động từ 6 giờ đến 11 rưỡi. Rồi từ chiều là từ 2 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Thì trước kia thì cũng vậy thôi, mà đâu có tràm đâu mà làm. Chẳng qua là xin cái cam kết vậy thôi, nhưng mà có làm đâu, tràm đâu, thế các cô nhìn thấy có tràm đâu. Mà thật sự đúng là làm chính thức là chỉ có 2 tiếng hồ. Sáng tiếng, chiều 2 tiếng, rồi hết. Trao đổi về vụ việc, ông Vũ Văn Huân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp cho biết, ghi nhận phản ánh của người dân và tiếp tục theo dõi vụ việc, sẽ xử lý nếu cơ sở gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đối với ý kiến của người dân phản ảnh ở địa bàn ấp Phú Vinh có cái nhà máy băm tràm là đúng. Nó có hình thành một cái nhà máy băm dâm tràm. Tuy nhiên thì người dân phản ảnh là cái nhà máy băm tràm này đã để cái tiếng ồn gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Thế thì qua phản ảnh người dân thì chúng tôi cũng sẽ cho tiến hành kiểm tra và xử lý dứt điểm cái vụ việc này để đảm bảo được cái cuộc sống người dân ổn định trong thời gian sớm nhất.